bóng tối luôn bao trùm lên cuộc sống của những người nghèo. Cuộc đời họ liên tiếp là những tháng ngày khó khăn, cùng cực, tương lai tăm tối. Nhưng không phải lúc nào họ cũng có trước mắt của chúng ta. Mà chúng ta phải tìm lấy họ và trao ngay cho họ một cơ hội đổi đời. Ở đất nước chúng ta có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, nghèo khổ. Và đáng thương hơn là họ lúc nào cũng cố gắng lao động vất vả, mưu sinh, nhưng họ vẫn không thể vượt dậy nổi do nhiều yếu tố khách quan. Thì tôi đã tìm kiếm rất nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo. Họ cần lắm một cơ hội đổi đời để thay đổi số phận. Vậy hãy để Đại Nghĩa và Việt Hương cùng chia sẻ với quý vị để thấy rằng cuộc sống của họ khó khăn biết nhiều nào nhé. Một cậu bé 16 tuổi, khi mẹ cậu báo tin là mang thai thì cũng là lúc cha cậu rời bỏ cậu. Buổi sáng cậu vẫn đi học, buổi chiều thì đi phụ hồ để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ bị tâm thần. Bản thân cậu ta cũng mang một mầm bệnh, nhưng chưa bao giờ cậu bé bỏ đi được đi học. Mà Việt Hương còn gặp những hoàn cảnh không hiểu sao chưa hết những khó khăn này lại bị chồng thêm những khó khăn khác, làm cho cuộc sống của họ càng ngày càng bế tắc hơn. Người đàn ông này mang trong mình nhiều vết thương và sức khỏe suy yếu, nhưng vẫn làm việc cần mẫn để kiếm tiền nuôi ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, với tài sản duy nhất là một chiếc thuyền đánh cá bé nhỏ, nhưng tiền mua thuyền thì vẫn chưa trả nổi. Và cả người mẹ tật nguyền nuôi đứa con nhỏ bị tâm thần, người mẹ thì khó khăn trong việc giao tiếp, đứa con thì không thể nhận thức cái ngặt nâng chồng lên cái nghèo. Nếu không được giúp đỡ, họ sẽ phải sống cả một cuộc đời khổ cực. Hãy đồng hành cùng với Việt Hương và Đại Nghĩa đem lại cơ hội đổi đời cho những hoàn cảnh khó khăn. Chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc đời của họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng bằng cách nào thì... Đón xem chương trình Cơ hội đổi đời sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên HTV7. Chương trình bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2021.